Rồi như vậy là mình được một chiếc bánh nhân cacao sữa. Như vậy là mình đã có món bánh rán Doraemon nhân cacao sữa tại nhà rất là dễ dàng và thơm ngon nữa. Và rất là dễ làm luôn đó anh chị, làm thử đi. Dạ em chào đại gia đình thân yêu của kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em sẽ chia sẻ cách làm bánh rán tại nhà với cái cách làm rất là đơn giản. Và em cũng chia sẻ thêm cái cách làm nhân sô-cô-la sữa cho chiếc bánh để giúp chiếc bánh mình nó nhìn đẹp mắt hơn, hấp dẫn hơn và sẽ thơm ngon hơn nữa đó anh chị. Và phần bột hôm nay thì em sẽ dùng bột pha sẵn. Thì mình dùng cái bột pha sẵn này nó sẽ tiện lợi hơn để cho bất kỳ ai cũng làm được nè và dễ thành công hơn nè. Và loại bột em dùng là bột này nè anh chị. Bột này thì có bán ở siêu thị Bách Hóa Xanh ha anh chị. Phần nhân thì em sẽ dùng 3 muỗng canh sữa đặc là 3 muỗng như thế này nè anh chị. Ha. Và 15g bột năng thì nó tương đương là khoảng 3 muỗng cà phê vung đó anh chị. Và 7g bột cacao thì nó tương đương là khoảng 2 muỗng cà phê ha. Bột cacao nếu anh chị không có thì mình có thể thay thế là bột Milo cũng được ha. Rồi trước tiên mình sẽ đi làm phần nhân trước ha. Mình sẽ dùng là 150ml nước ấm. Trước tiên mình sẽ cho một ít xíu vào trong sữa trước. Và mình cho bột cacao vào luôn. Thì để mình đong cho anh chị xem để anh chị dễ tính nè. 2 muỗng bột cacao, 2 muỗng cà phê bột thì 2 muỗng nó như vậy nè nha. Đó. 2 muỗng nó hơi vung vung nhẹ vậy đó. Đó. Dư xíu. Rồi mình khuấy để cho cái bột cacao nó tan với sữa luôn nè. Bột cacao nó tan vậy rồi thì mình sẽ cho bột năng vào luôn ha. Thì mình cũng lường cho anh chị xem là ở đây là 15g bột năng ha. Thì nếu mà anh chị không có cái cân á, thì mình sẽ lường muỗng vậy nè để cho dễ nè. Nếu mà muỗng vừa vừa vậy thì 1 2 3 còn dư xíu. Tức là 3 muỗng vung hơi nhiều xíu đó anh chị. Đây. Còn dư xíu nè. Mình dùng nước ấm chứ không dùng nước quá sôi ha anh chị, nước ấm để cho bột nó dễ tan thôi. Rồi mình khuấy bột tan hết rồi mình sẽ cho hết phần nước còn lại vào luôn ha. Là tổng cộng là 150ml nước đó anh chị. Mình cho hỗn hợp nhân vào xoong, mình bắt lên bếp và mình để với cái lửa nhỏ khuấy đều tay ha. Ngay lúc mà nhân nó còn nguội như vậy nè thì anh chị có thể nêm lại xem cái khẩu vị mình có vừa ăn chưa. Mình thích ngọt thì mình cho thêm một tí sữa hoặc là một tí đường, còn mình thấy vừa ăn rồi thì thôi mình tiếp tục mình khuấy ha. Mình khuấy một hồi thì mình sẽ thấy được cái hỗn hợp nó đặc như vậy nè. Thì mình hạ lửa xíu nữa ha. Mình để lửa nhỏ thôi, nhỏ xíu luôn. Rồi nó đặc như vậy thì mình tắt bếp luôn được rồi ha. Và mình khuấy thêm khoảng 1 phút nữa. Đây mình được cái hỗn hợp như thế này nè. Đó. Mình để nguội tí xíu nữa là nó sẽ còn đặc lại nữa. Rồi bây giờ cái này mình sẽ để qua một bên chờ cho nó nguội rồi mình đi pha bột ha.
Bây giờ mình sẽ cho hết hai cái gói bột vào trong cái tô lớn. Một gói bột là 140 ml nước, vậy mình dùng hai gói mình sẽ dùng 280 ml nước ấm ha. Nước hơi ấm thôi để mình pha bột cho nó dễ tan thôi nha anh chị. Mình được một cái hỗn hợp như vậy nè anh chị. Xong rồi, bột mình chỉ pha như vậy là xong rồi đó, rất là dễ ha. Bây giờ mình sẽ cho bột nghỉ khoảng 5 phút. Trong thời gian đó mình sẽ đi chuẩn bị chảo để mình tráng bánh luôn ha. Chảo nóng thì mình sẽ cho bột vô nè. Mình cho ngay giữa và để cho bột nó tự chảy ra hai bên nè, thành một chiếc bánh tròn nè. Rồi mình để yên khoảng 1 phút rồi mình trở bánh lại ha. Mình thấy mình dùng cái sạng này nó dễ hơn nè anh chị. Mặt sau mình cũng để khoảng 1 phút. Mình lật lại kiểm tra bánh nè. Đó, như vậy là đạt rồi nè. Rồi mình lấy bánh ra ha. Bánh rán mình đã làm xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho nhân vào luôn nè. Phần nhân của mình lúc nãy bây giờ nó sệt như vậy nè. Mình sẽ lấy một phần khoảng một muỗng. Mình lật cái mặt trái của miếng bánh lên nè. Mình cho phần sô-cô-la vào nè. Rồi mình úp cái miếng bánh kia còn lại lên nè. Mình bóp nhẹ ra thì nó sẽ thành chiếc bánh như thế này. Rồi như vậy là mình được một chiếc bánh nhân cacao sữa. Như vậy là mình đã có món bánh rán Doraemon nhân cacao sữa tại nhà, rất là dễ dàng và thơm ngon nữa, và rất là dễ làm luôn đó anh chị. Làm thử đi, mình có thể làm cho gia đình mình thưởng thức buổi sáng nè, hoặc là cho các con mình thưởng thức nè, rất là dễ và ngon lắm anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem video và đừng quên tặng cho mình một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.